Mr. hết xin chào các bạn. Trân trọng gửi đến các bạn những thông tin về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975 qua tác phẩm lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 đến 1975, tập 3 của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, phần 21, Chủ trương của Đảng, quyết tâm kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Bị thất bại trong việc dùng cố vấn vào viện trợ kinh tế quân sự để áp đặt chủ nghĩa thực dân mới đối với nhân dân miền Nam. Mỹ phát động cuộc chiến tranh xâm lược dưới hình thức chiến tranh đặc biệt. Điều này đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam nhận định và dự báo trong nghị quyết 15 tháng riêng năm 1959. Mỹ tiến hành chiến tranh đặc biệt trong bối cảnh ở miền Nam thời kỳ tạm ổn định của chế độ Mỹ, diệm đã qua vào thời kỳ khủng hoảng liên tiếp, suy sụp nghiêm trọng đã bắt đầu, các hình thái du kích cục bộ, khởi nghĩa từng phần đã xuất hiện mở đầu cho cao trào cách mạng ngày càng lớn. Trên thế giới, phong trào giải phóng dân tộc đang lên, nhất là ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, khiến cho Mỹ phải phân tán lực lượng đối phó nhiều nói. Phe xã hội chủ nghĩa lớn mạnh về mọi mặt, nhất là Liên Xô, Trung Quốc. Mặc dù nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản quốc tế có sự bất đồng về chính trị, nhưng vẫn chống Mỹ, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Lương tri loài người đã thức tỉnh trước họa xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Về mặt chiến lược, nhân dân ta đang ở thế chủ động. Mỹ và tay sai đang ở thế bị động. Tất cả những nhân tố trên đây tạo nên những thuận lợi căn bản cho nhân dân ta kháng chiến thắng lợi. Tuy nhiên, qua 6 năm đấu tranh, phong trào cách mạng miền Nam phát triển không đều, vùng đô thị và đồng bằng khu năm còn yếu. Lực lượng vũ trang ta ít về số lượng, thiếu về trang bị, vũ khí, kỹ thuật và cơ lạc hậu so với đối phương, căn cứ địa xây dựng chưa vững chắc, hệ thống giao thông liên lạc bắc, nam và giữa các vùng còn hạn chế, gây nhiều khó khăn, trở ngại cho việc tiếp tế, cơ động, xây dựng lực lượng cách mạng. Mặt trận dân tộc giải phóng mới ra đời chưa đủ sức tập hợp rộng rãi các lực lượng vào một mặt trận thống nhất đấu tranh chống Mỹ, diệm. Do đó, dù có nhiều thuận lợi căn bản, nhưng so sánh lực lượng đôi bên, cách mạng miền Nam vẫn đứng trước thử thách lớn, nghiêm trọng. Vì kẻ thù là Mỹ có tiềm lực mạnh, trang bị hiện đại và rất ngoan cố không bao giờ từ bỏ âm mưu xâm lược. Tình hình đó đặt Đảng và nhân dân ta vào con đường là phải chiến đấu để đạt cho bằng được mục tiêu cách mạng đã đề ra, độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng ngày 31 tháng 1 năm 1961 bàn về phương hướng và nhiệm vụ công tác trước mắt của cách mạng miền Nam đã quyết định xây dựng miền Bắc ngày càng vững mạnh về mọi mặt để trở thành chỗ dựa và là căn cứ có tác dụng quyết định cho sự nghiệp kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đối với miền Nam, nhiệm vụ công tác trước mắt là ra sức xây dựng mau chóng lực lượng của ta cả về hai mặt chính trị và quân sự, tập hợp đông đảo lực lượng cách mạng trong mặt trận dân tộc giải phóng, phát động một phong trào đấu tranh chính trị mạnh mẽ của quần chúng, tích cực tiêu diệt sinh lực địch, bảo tồn và phát triển lực lượng ta, làm tan rã chính quyền và lực lượng địch trên một phạm vi ngày càng rộng lớn, tiến lên làm chủ vùng rừng núi dành lại toàn bộ vùng đồng bằng, ra sức xây dựng cơ sở và đẩy mạnh đấu tranh chính trị ở các đô thị, tạo mọi điều kiện và nắm mọi thời cơ thuận lợi để đánh đổ chính quyền Mỹ, diệt giải phóng miền Nam. Những năm trước đồng khởi, phương châm hoạt động của ta lấy đấu tranh chính trị làm chủ yếu, sử dụng vũ trang tuyên truyền có mức độ để hỗ trợ cho đấu tranh chính trị. Nay tình hình so sánh lực lượng đã thay đổi, cho nên bộ chính trị quyết định thay đổi phương châm đấu tranh, đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh chính trị đồng thời đẩy mạnh đấu tranh vũ trang song song với đấu tranh chính trị tấn công địch bằng cả hai mặt chính trị và quân sự do đặc điểm phong trào cách mạng miền nam phát triển không đều so sánh lực lượng đôi bên ở mỗi vùng cũng khác nhau cho nên phải vận dụng phương châm đấu tranh chính trị song song với đấu tranh vũ trang linh hoạt phù hợp với từng vùng bộ chính trị đề ra phương châm công tác ba vùng vùng rừng núi lấy đấu tranh quân sự làm chủ yếu với nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch để mở rộng thêm căn cứ và xây dựng lực lượng ta. Vùng đồng bằng, đấu tranh chính trị và đấu tranh quân sự có thể ngang nhau, song cũng tùy lúc, tùy nơi, tùy tình hình cụ thể mà cân nhắc mức độ giữa hai hình thức, mức độ tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Vùng đô thị, lấy đấu tranh chính trị làm chủ yếu, kết hợp cả đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp. Vấn đề xây dựng lực lượng chính trị và phát động quần chúng xây dựng lực lượng vũ trang xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất xây dựng căn cứ địa công tác binh vận vấn đề thống nhất cơ quan chỉ đạo các cấp tăng cường công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên được bộ chính trị chú trọng không chỉ là công tác cần thiết trước mắt mà là vấn đề chiến lược lâu dài quyết định thắng lợi trong các vấn đề nói trên vấn đề xây dựng lực lượng chính trị lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh mọi hình thức đấu tranh để đẩy lùi địch từng bước và tiến lên đánh đổ hoàn toàn địch được coi là công tác quan trọng và khẩn cấp bậc nhất nghị quyết bộ chính trị ngày 31 tháng 1 năm 1961 là sự vận dụng và phát triển các nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 15 và nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 3 một cách sáng tạo trong điều kiện mới để ra phương hướng đấu tranh chính trị song song với đấu tranh vũ trang đánh địch bằng ba mũi ráp công trên cả ba vùng chiến lược Nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà của nhân dân ta hiện nay hết sức nặng nề. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, để bảo đảm thắng lợi cho cách mạng vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của toàn Đảng ta, phát huy hơn nữa tác dụng lãnh đạo của Đảng ta trên mọi mặt công tác. Ngày 7 tháng 2 năm 1961, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng gửi thư cho đồng chí Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh: Vấn đề xây dựng căn cứ địa xây dựng thực lực của ta, tiêu diệt lực lượng địch có tầm quan trọng đặc biệt làm thay đổi hẳn tương quan lực lượng, bảo đảm cho cách mạng thành công. Ta phải phát động quần chúng đấu tranh chính trị, phát triển lực lượng chính trị, xây dựng căn cứ địa, xây dựng lực lượng vũ trang, đánh địch cả về chính trị và quân sự, thực hiện nhiệm vụ chiến lược quan trọng là tiêu diệt sinh lực địch, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 20 tháng 4 năm 1961, trong thư gửi anh Mười Cúc và giữ ủy Nam Bộ, đồng chí Lê Duẩn phân tích cụ thể, trong mấy năm đầu của cách mạng miền Nam, chúng ta chủ trương dựa vào lực lượng chính trị là chính, có sự phối hợp của lực lượng vũ trang để đấu tranh phá thế kìm kẹp của địch, làm tan rã ngụy quyền ở thôn xã. Thực chất đó là cao trào khởi nghĩa của quần chúng, là giai đoạn quần chúng nổi dậy giành lấy chính quyền thôn xã. Trên cơ sở ấy, tập hợp thêm đội ngũ, mở rộng thêm lực lượng chính trị và vũ trang để tiếp tục tiến công địch, giữ vững thành quả đã giành được và đưa sự nghiệp cách mạng vững bước tiến lên trong giai đoạn này địch tuy thất bại về chính trị nhưng lực lượng quân sự của chúng hầu như còn nguyên vẹn và đang được mỹ tìm mọi cách tăng cường chúng nhất định sẽ tìm mọi cách để phản công quyết liệt hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng và giành lại chính quyền ở thôn xã chiến tranh sẽ mở rộng cuộc chiến đấu sẽ ác liệt phức tạp đấu tranh chính trị và vũ trang sẽ diễn ra đồng thời nhưng từ đây đấu tranh vũ tranh chuyển sang đóng vai trò ngày càng quyết định kinh nghiệm nhiều cuộc cách mạng cho thấy nếu địch không bị thất bại về quân sự khi chúng còn sử dụng được công cụ bạo lực để chống lại cách mạng thì khởi nghĩa không thể thành công vì vậy đi đôi với đấu tranh chính trị và binh vận đấu tranh quân sự trở thành cuộc đỏ sức chủ yếu giữa ta và địch trong thời kỳ này đi đôi với xây dựng lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị phải ra sức xây dựng lực lượng vũ trang bao gồm dân quân du kích ở thôn xã bộ đội địa phương tỉnh huyện đến bộ đội chủ lực khu miền đồng thời phải đẩy mạnh đấu tranh quân sự của ba thứ quân để giúp sức đắc lực cho đấu tranh chính trị. Phải gắn liền đấu tranh với xây dựng lực lượng chính trị, quân sự của ta. Đi sâu củng cố các tổ chức đảng, đoàn, các đội ngũ quần chúng cách mạng, tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao ý chí chiến đấu và lòng tin vào thắng lợi cuối cùng. Với tinh thần nói trên, tháng 1 năm 1961, Tổng quân ủy ra chỉ thị thành lập quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Chỉ thị nêu rõ, quân giải phóng miền Nam Việt Nam là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam do đảng sáng lập và xây dựng, giáo dục và lãnh đạo. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam kế tục truyền thống anh dũng, tinh thần cuột khởi và đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt Nam anh hùng, kế tục truyền thống vẻ vang phục vụ nhân dân của quân đội nhân dân Việt Nam. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam sẽ xây dựng ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Phương châm xây dựng là khẩn trương nhưng phải phù hợp với tình hình và khả năng thực tế và có đủ điều kiện để đối phó với những tình huống đột biến. Lấy việc xây dựng các đơn vị tập trung làm chủ yếu, đồng thời, hết sức coi trọng việc xây dựng bộ đội địa phương và dân quân, du kích. Cũng trong tháng 1 năm 1961, căn cứ và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng và yêu cầu của việc chỉ đạo cách mạng miền Nam trong điều kiện giao thông, liên lạc giữa hai miền có nhiều khó khăn, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Cục Miền Nam để phụ trách chỉ đạo công tác của Đảng ở miền Nam. Về tổ chức và nhiệm vụ của Trung ương Cục Miền Nam, Trung ương xác định Trung ương Cục Miền Nam là một bộ phận của Ban chấp hành Trung ương, gồm một số ủy viên Trung ương được Ban chấp hành Trung ương cử ra và ủy nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác Đảng ở miền Nam. Trung ương Cục Miền Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng do Bộ Chính trị thay mặt Trung ương trực tiếp chỉ đạo. Trung ương Cục Miền Nam có nhiệm vụ căn cứ và nghị quyết của đại hội đại biểu toàn quốc của đảng và những chỉ thị nghị quyết của ban chấp hành trung ương và bộ chính trị về cách mạng miền nam mà đề ra chủ trương chính sách phương châm kế hoạch công tác và chỉ đạo thực hiện cụ thể ở miền nam chấp hành cương lĩnh và những quy định cụ thể về điều lệ đảng ở miền nam căn cứ và điều lệ đảng và những quy định cụ thể của trung ương đối với đảng bộ miền nam mà tổ chức ra đảng bộ các cấp và lãnh đạo các đảng bộ đó hoạt động đồng chí nguyễn văn linh nguyên bí thư sứ ủy Nam Bộ được cử làm bí thư trung ương cục. Các đồng chí Trần Lương, Trần Nam Trung, Phan Văn Đáng, Hai Văn, Nguyên Văn Sô, Võ Trí Công, Võ Văn Kiệt, Phạm Thái Bường, Trần Văn Quang ủy viên. Cùng với thành lập trung ương cục miền Nam, trong cuộc họp thông qua kế hoạch quân sự lần thứ hai, 1961 đến 1965, ngày 25 tháng 2 năm 1961, Bộ Chính trị đã quyết định đổi Tổng quân ủy thành quân ủy Trung ương và giao cho nhiệm vụ chỉ đạo công tác quân sự ở miền Nam. 14 đồng chí được chỉ định vào quân ủy Trung ương gồm Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trí Thanh, Nguyễn Duy Trinh, Văn Tiến Dũng, Trần Quốc Hoàn, Chu Văn Tấn, Song Hào, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạo, Trần Văn Trà, Trần Quý Hai, Nguyễn Văn Vịnh, Trần Độ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm bí thư quân ủy thượng tướng văn tiến dũng ủy viên dự khuyết bộ chính trị tổng tham mưu trưởng và đồng chí trung tướng song hào ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng làm phó bí thư thường trực quân ủy trung ương ngoài bí thư và các phó bí thư còn có trung tướng hoàng văn thái ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng thiếu tướng trần quý hai ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng chủ nhiệm tổng cục hậu cần sau khi kiện toàn lại tổ chức Quân ủy Trung ương họp nhiều lần để bàn bạc, quyết định những chủ trương công tác lớn, đặc biệt là công tác chi viện và tổ chức lực lượng ở miền Nam. Quân ủy đã phân công cụ thể từng đồng chí phụ trách các mặt công tác. Đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách về biên chế, tổ chức, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ ở miền Bắc để đưa vào miền Nam chiến đấu. Đồng chí Trung tướng Trần Văn Trà, Phó Tổng tham mưu trưởng và đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, Phó trưởng ban thống nhất Trung ương phụ trách về xây dựng lực lượng tổ chức chiến đấu ở miền Nam. Đồng chí Song Hào phụ trách việc lựa chọn, đào tạo, điều động cán bộ vào bộ tư lệnh miền, các quân khu ở miền Nam. Đồng chí Trần Quý Hai phụ trách chi viện vật chất, trang bị vũ khí, xây dựng các đường tiếp tế, các căn cứ hậu cần chiến lược ở miền Nam. Cục tác chiến bộ tổng tham mưu được quân ủy trung ương giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chuẩn bị những phương án chi viện tổ chức chiến đấu ở miền Nam. Trong cục tác chiến, có một bộ phận chuyên lo về vấn đề này gọi là Tổ B. Đại tá Cục trưởng Đỗ Đức Kiên và Trung tá Tổ trưởng Tổ B Nguyễn Văn Minh là những cán bộ chịu trách nhiệm chính về nội dung kế hoạch trình quân ủy và sau đó hiệp đồng với các cơ quan chỉ đạo đơn vị thực hiện. Ngày 3 tháng 3 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác lệnh số 09 SL bổ nhiệm Trung tướng Song Hào làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong phiên họp ngày 23 tháng 3 năm 1961, Thường trực Quân ủy quyết định phương hướng chi viện cho miền Nam. Về người, chọn các cán bộ và nhân viên công tác các ngành cần thiết, có kinh nghiệm vào xây dựng lực lượng tại chỗ cho miền Nam. Các đơn vị quân đội được tổ chức theo khung cán bộ hoặc đơn vị đầy đủ đưa vào làm nòng cốt cho việc xây dựng lực lượng vũ trang miền Nam và trực tiếp chiến đấu. Về vật chất, chủ yếu trước hết là vũ khí, khí tài quân sự rồi đến thuốc men và các phương tiện khác. Về đường chi viện, đường bộ, đường không, đường thủy. Trong đó đường bộ là cơ bản thường xuyên, đường thủy, đường không dùng vào các chuyến, các thời điểm đột xuất. Đường bộ tổ chức theo ba hướng, đường trong nước, đường dọc theo biên giới Việt, Lào và đường đi sâu vào nội địa đất bạn Lào. Đường không, lấy thả dù làm chính, trước mắt nhờ bạn Lào cho sử dụng sân bay Sepon để chuyên chở hàng chi viện tập kết rồi chuyển tiếp vào Nam bằng đường bộ đường thủy từ hậu phương lớn dùng tàu thuyền đưa hàng đến các bến bãi dọc theo bờ biển. Các tỉnh miền Nam đưa thuyền ra Bắc lấy hàng ở các bến bãi quy định. Nếu đi dọc đường gặp thuyền từ Bắc vào thì nhận chuyển hàng giữa đường. Riêng vũ khí cho miền Nam, quân ủy chủ trương tận dụng sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và số vũ khí chiến lợi phẩm của Mỹ, Pháp ta đang có trong tay để trang bị cho miền Nam. Xong quá trình chi viện, phải tuyệt đối bí mật, không để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Liên Xô. Trung Quốc với Mỹ và bảo vệ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, giữ bí mật việc xây dựng lực lượng ở miền Nam, không để lộ sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Vũ khí và hàng chi viện cho miền Nam do Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa viện trợ trong thời kỳ này được xóa hết nhãn hiệu. Trong khi hậu phương lớn tìm mọi cách để tiếp tế, trang bị vũ khí kỹ thuật cho miền Nam, quân ủy cũng kêu gọi, quân và dân miền Nam hãy nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh lấy súng giặc giết giặc, có súng gì đánh giặc bằng súng ấy song song với các chủ trương chi viện về người và vật chất cho miền Nam, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, chỉ thị cho các tỉnh Nam Bộ tổ chức lực lượng tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc truyền vào, đồng thời giao nhiệm vụ cho Cục Hải quân nghiên cứu đường vận chuyển chiến lược trên biển để phục vụ cho hoạt động chi viện chiến trường. Thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị và các chỉ thị của Quân ủy Trung ương từ tháng 5 năm 1961, các đoàn cán bộ quân sự đầu tiên tăng cường cho miền Nam đã lên đường đoàn lớn thứ nhất xuất phát từ Xuân Mai, Hòa Bình, ngày 5 tháng 5 năm 1961 theo đường Tây Trường Sơn hành quân vào chiến trường cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Đoàn có 500 người, hầu hết là cán bộ trung cao cấp do Thiếu tướng Trần Văn Quang dẫn đầu. Đoàn lên đường vào lúc Liên Xô phóng thành công con tàu vũ trụ mang tên Phương Đông đưa con người đầu tiên vào vũ trụ. Để chào mừng sự kiện lịch sử này, đoàn mang tên đoàn Phương Đông. Sau gần 3 tháng hành quân vất vả, Ngày 28 tháng 7 năm 1961, đoàn đến vị trí tập kết ở đồi 300 Bình Long. Giữa lúc đoàn thứ nhất còn đang len lỏi trong các cánh rừng rậm rạp trên đường Trường Sơn thì ngày 1 tháng 6 năm 1961, đoàn cán bộ quân sự thứ hai đã xuất phát. Đoàn gồm 400 người do đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm, tức Nguyễn Văn Bứ và Lê Quốc Sản dẫn đầu. Đầu tháng 9 năm 1961, đoàn đến vị trí tập kết. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ huy thống nhất trong tình hình các chiến trường ở miền Nam bị chia cắt phức tạp bộ chính trị và quân ủy trung ương quyết định điều chỉnh lại địa giới các khu và thành lập các bộ tư lệnh quân khu. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, các lực lượng vũ trang miền Nam được thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam. Đồng chí Trần Văn Quang được giao phụ trách về quân sự, đồng chí Trần Lương phụ trách chính trị. Cùng thời gian này, toàn Nam bộ được chia thành 4 quân khu: Quân khu miền Đông Nam Bộ, T1, miền Trung Nam Bộ, T2, miền Tây Nam Bộ, T3, và quân khu Sài Gòn, Gia Định, T4. Các đồng chí Nguyễn Hữu Xuyến, Lê Quốc Sản, Cao Hoài Phô, Trần Hải Phụng được bổ nhiệm làm tư lệnh các quân khu này. Ngày 27 tháng 7 năm 1961, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Quân khu 6 được thành lập. Miền Trung, Liên khu 5, chia thành hai khu. Khu 5 gồm các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Con Tum, Ra Lai Đồng chí Võ Trí Công Ủy viên Trung ương Đảng Làm bí thư khu ủy Đồng chí Nguyễn Đôn Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Làm tư lệnh kiêm chính ủy Đồng chí Võ Thư, Tham Mưu Trưởng Đặng Hòa chủ nhiệm chính trị Và đồng chí Nguyễn Tuấn Tài, Trần Kiên Chủ nhiệm hậu cần Khu 6 gồm các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận Đắk Lắc, Quảng Đức, Tuyên Đức Lâm Đồng Đồng chí Trần Lê Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng làm bí thư khu ủy. Đồng chí Y Block quyền tư lệnh quân khu. Đồng chí Nguyễn Mơ, Tư Khiêm, Chính ủy. Đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên, Sáu Phúc, Tham Mưu trưởng, Đồng chí Trần Phòng, Bảy Kiên, Chủ nhiệm Hậu Cần. Về mặt lãnh đạo và chỉ huy, khu 5 trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng. Khu 6 triệu sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Cục. Là một quân khu tiếp giáp với miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, Cứu nước, được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, khu ủy khu 5 đã nghiên cứu, quán triệt bàn biện pháp thực hiện nghị quyết bộ chính trị tháng 1 năm 1961 và chỉ thị của quân ủy Trung ương sao cho sắt đúng với điều kiện cụ thể của chiến trường. Qua nghiên cứu, đối chiếu với tình hình trong toàn khu, khu ủy khu V quyết định đẩy mạnh tiến công địch cả về chính trị và quân sự nhằm tiếp tục củng cố và mở rộng căn cứ địa miền núi, xây dựng miền núi thành căn cứ địa vững chắc kiên quyết phá thế kìm kẹp ở đồng bằng, phát động và tổ chức quần chúng, đưa phong trào đồng bằng tiến lên. Để giúp khu ủy chỉ đạo đấu tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang, sau khi Bộ Tư lệnh Quân khu được thành lập 7 năm 1961, khu ủy đề nghị Trung ương cho thành lập Đảng ủy Quân khu. Căn cứ và nghị quyết của khu ủy và tình hình chung trong khu, quân khu ủy xác định những vấn đề quân sự cần tập trung giải quyết để trong một thời gian ngắn nhất, với sự cố gắng cao nhất khắc phục sự chưa đồng đều giữa vũ trang và chính trị trong toàn khu, làm cho hai mặt này cùng phát triển, có thể phối hợp với nhau trong những thời cơ quyết định, khắc phục sự mất cân đối trong sự phát triển giữa lực lượng vũ trang tập trung và du kích, giữa tác chiến tập trung và tác chiến phân tán. Về tổ chức lực lượng, quân khu ủy quyết định nhanh chóng biên chế các đơn vị mới từ miền Bắc vào, sáp nhập các đơn vị đã có của khu vào các đơn vị mới, rút một số chiến sĩ trong các đơn vị tập trung của các tỉnh để bổ sung cho chủ lực. Trong lúc khu 5 còn chăn trở về tổ chức và xây dựng lực lượng, thì tháng 9 năm 1961, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua đề án xây dựng lực lượng Vũ trang miền Nam trong những năm 1961 đến 1963 do Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị. Theo đề án này, bên cạnh việc phát triển lực lượng tại chỗ, ta sẽ đưa từ 3 đến 4 vạn chiến sĩ được huấn luyện chính quy ở miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Tất cả cán bộ, chiến sĩ quê ở miền Nam hoặc đã từng chiến đấu công tác ở miền Nam, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào trên miền Bắc, được đăng ký, bồi dưỡng về chính trị, quân sự, được rèn luyện về thể lực để sẵn sàng là nhiệm vụ ở chiến trường. Các sĩ nghiệp quốc phòng khẩn trương sửa chữa súng trường, tiểu liên, súng cối và sản xuất đạn, liệu đạn, cung cấp kịp yêu cầu trước mắt của lực lượng vũ trang miền Nam. Đoàn vận tải 559 tăng quân số lên khoảng từ 2.000 đến 3.000 người, sử dụng nhiều loại phương tiện bảo đảm cho bộ đội hành quân và đẩy mạnh vận chuyển vào chiến trường. Với những chủ trương đúng đắn và nỗ lực cao của Đảng và nhân dân, lực lượng vũ trang ba thứ quân ở miền Nam nhanh chóng được xây dựng, trưởng thành về mọi mặt. Đến cuối năm 1961, Bộ đội chủ lực thuộc các quân khu đã xây dựng được 11 tiểu đoàn, gồm 6 tiểu đoàn ở khu V, 5 tiểu đoàn ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ. Mỗi tiểu đoàn khoảng 500 người, biên chế từ 2 đến 3 đại đội bộ binh, một đại đội đặc công, một đại đội hoặc trung đội, trợ chiến và các phân đội đảm bảo. Trang bị chủ yếu là vũ khí từ miền Bắc đưa vào và vũ khí thu được của địch. Bộ đội địa phương tỉnh, huyện có khoảng 24.500 cán bộ chiến sĩ. Mỗi huyện tổ chức được một trung đội hoặc một đại đội. Tỉnh có từ một đến hai đại đội bộ binh hoặc đặc công. Trang bị chủ yếu vũ khí thu được của địch. Ở khu V, một số đơn vị đã được trang bị vũ khí từ nguồn tiếp tế ở miền Bắc vào. Du kích, tự vệ có khoảng 100.000 người, trong đó 70.000 ở Nam Bộ, 30.000 ở khu 5. Nhiều xã giải phóng tổ chức được trung đội du kích tập trung, trang bị các loại vũ khí tự tạo và một số súng thu được của địch. Tháng 7 năm 1961, Trung ương Cục quyết định thành lập Trung đoàn chủ lực miền mang mật danh Q761. Trung đoàn gồm hai tiểu đoàn bộ binh, một số phân đội trợ chiến và ba cơ quan, tham mưu, chính trị, hậu cần. Trung đoàn trưởng là đồng chí Tăng Kim Thiên, tức Hoàng Đình Trương. Chính ủy là đồng chí Lê Văn Nhỏ, Hai Lâm. Ngày 9 tháng 2 năm 1961, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 làm lễ ra mắt tại chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh. Mãi đến ngày 9 tháng 2 năm 1962, hai tiểu đoàn 1 và 2 cùng các đơn vị trực thuộc được bổ sung đủ quân số, quy 761, C-56 mới chính thức làm lễ ra mắt tại Tràng dài Tây Ninh và mang tên Trung đoàn 1 Bộ Binh. Sự ra đời của Trung đoàn 1 Q-761 đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng chủ lực quân giải phóng trong năm đầu đối phó với chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Cùng với sự hình thành, phát triển của lực lượng vũ trang ba thứ quân, các trường quân chính quân khu 5, ngày 11 tháng 4, trường quân chính sơ cấp miền, ngày 27 tháng 8, trường quân chính quân khu 9 cuối năm 1961. Được thành lập để đào tạo huấn luyện cán bộ tại chiến trường. Các căn cứ hậu cần ở các chiến trường cũng được xây dựng để bảo đảm vật chất, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị. Trong năm 1961, ta xây dựng được 16 căn cứ hậu cần. Căn cứ A, gọi là U-50, ở chiến khu D. Căn cứ B, U-60, ở chiến khu Dương Minh Châu trực thuộc miền quân khu miền Đông Nam Bộ có hai căn cứ ở Bắc Sông Đồng Nai và Chiến Khu D. Miền Trung Nam Bộ có năm căn cứ ở Đồng Tháp 10, vùng 4 Kiến Tường, Nam Bắc Lộ 4 tỉnh Mỹ Tho, vùng Long An và Chợ Gạo thuộc Tiền Giang. Miền Tây Nam Bộ có ba căn cứ ở U Minh, Đầm Rơi, Năm Căn. Sài Gòn, Gia Định có hai căn cứ ở An Nhơn Tây và Hố Bò. Quân khu 5 lập hai kho hậu cần ở A Sầu, A Túc để tiếp nhận hàng chi viện từ miền Bắc vào các vùng giải phóng trong cuộc đồng khởi, nhân dân thành lập các ủy ban mặt trận làm chức năng của chính quyền cách mạng, đã tổ chức ra các đoàn thể quần chúng và chia gần 5 vạn hecta ruộng đất cho nông dân, cùng với việc mở rộng và chăm lo đời sống tinh thần, văn hóa, giáo dục, y tế năm, năm cho nhân dân. Cách mạng đã đem lại cho nhân dân các vùng giải phóng những quyền lợi thiết thực, tuy còn ít, nhưng nó đã tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Tất cả những kết quả trên đây đánh dấu sự chuyển biến nhảy vọt về chất của cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta sau một năm đồng khởi, tạo cho ta một thế mới, lực mới để bước vào cuộc kháng chiến. Trên cơ sở tạo lập được các vốn quý ban đầu rất cơ bản đó, giữa năm 1961, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh ra chỉ thị đẩy mạnh hoạt động vũ trang ở miền Nam lên một bước mới song song với đấu tranh chính trị. Trong chỉ thị này, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh nhận định quân ngụy lực lượng chiến lược nòng cốt của chiến tranh đặc biệt được xây dựng công phu, trang bị mạnh, nhưng tinh thần xa sút ý chí chiến đấu giảm. Song được Mỹ ra sức giúp đỡ về mọi mặt, quân ngụy và chính quyền diệm vẫn đứng vững. Mỹ lại tăng cường viện trợ vũ khí, kỹ thuật hiện đại, đưa dần lực lượng thuộc các binh chủng kỹ thuật Mỹ vào hỗ trợ cho quân ngụy và làm nhiệm vụ huấn luyện, chuẩn bị cho chiến trường đánh lớn. Lực lượng vũ trang của ta ở miền Nam, tuy đã có một bước phát triển, nhưng chưa tương xứng với lực lượng chính trị của quần chúng. Về trang bị vũ khí, kỹ thuật còn nhiều hạn chế. Song ta có mục tiêu, lý tưởng chiến đấu rõ ràng, lại có kinh nghiệm của 9 năm đánh Pháp, những năm hoạt động bí mật, đặc biệt có khí thế của phong trào đồng khởi của vũ mạnh mẽ. Căn cứ vào so sánh lực lượng, thế và lực của ta trên chiến trường, quân ủy trung ương đã đề ra nhiệm vụ đấu tranh vũ trang là một đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh quân sự và xây dựng lực lượng vũ trang, phục vụ và kết hợp với đấu tranh chính trị đẩy cách mạng tiến lên. 2. Phối hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch, làm tan giá quân đội và chính quyền địch, bồi dưỡng lực lượng ta. 3. Xây dựng, củng cố và mở rộng căn cứ địa làm bàn đạp cho lực lượng vũ trang. Ba nhiệm vụ này liên quan chặt chẽ với nhau, tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau trong đó nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch được xác định là quan trọng nhất quân ủy trung ương nhắc nhở các đơn vị đấu tranh vũ trang phải tiến hành từng bước tránh manh động dẫn đến khởi nghĩa non phương châm tác chiến hiện nay của ta là du kích chiến dần dần sẽ kết hợp một cách thích hợp du kích chiến với vận động chiến tư tưởng chỉ đạo là mọi hoạt động quân sự phải phục tùng chính trị không đánh những trận không có lợi về mặt chính trị đánh chắc thắng không chắc thắng không đánh tránh chủ quan khinh địch. Mọi cấp, mọi người phải quán triệt tư tưởng cách mạng tiến công, lấy tiến công làm chủ yếu, đồng thời phải biết phòng ngự tích cực, chú trọng giữ và chiếm những vùng chiến lược quan trọng khi có điều kiện. Kết hợp tác chiến với dân vận, địch vận, chủ động trong hành động và giữ bí mật lực lượng, không để bị địch bất ngờ tiến công. Chỉ thị về đẩy mạnh hoạt động vũ trang ở miền Nam cũng như các chỉ thị khác của quân ủy trung ương của Trung ương Cục và Khu ủy Khu 5 đã cụ thể hóa từng mặt các nội dung mà Nghị quyết Bộ Chính trị tháng 1 năm 1961 đã đề ra. Tháng 10 năm 1961, Trung ương Cục triệu tập hội nghị mở rộng bàn việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam. Đây là hội nghị đầu tiên của Trung ương Cục kể từ khi thành lập lại. Dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí trong Trung ương Cục, các bí thư khu ủy, tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, bí thư Trung ương Cục, chủ trì hội nghị hội nghị xác định con đường phát triển có lợi nhất của cách mạng miền nam là dùng đấu tranh chính trị và vũ trang song song kết hợp coi đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang đều là cơ bản để tạo điều kiện và tranh thủ thời cơ tiến tới tổng khởi nghĩa muốn vậy phải dựa vào lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang tác dụng của lực lượng chính trị bao giờ cũng rất quan trọng càng phát huy được tác dụng của lực lượng chính trị thì lực lượng vũ trang càng phát triển và cuộc đấu tranh cách mạng bớt đổ máu quân thù càng dễ tan rã và bị đánh đổ một cách mau lẹ nhưng dưới chế độ độc tài phát xít của mỹ diệm kẻ thù đang dùng lực lượng quân sự để đàn áp cách mạng nếu chỉ có lực lượng chính trị thì không thể duy trì và phát triển được phong trào cách mạng cho nên lực lượng vũ trang càng mạnh tiêu hao tiêu diệt sinh lực càng nhiều thì càng thúc đẩy phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng chống sự đàn áp của địch càng nhanh làm thay đổi tình hình so sánh lực lượng giữa ta và địch có lợi cho cách mạng ta có điều kiện tiến lên giành thắng lợi lớn hơn từ phân tích cụ thể nói trên, Trung ương cục đề ra nhiệm vụ đấu tranh vũ trang trong giai đoạn này là 1. Kết hợp với đấu tranh chính trị rộng lớn của quần chúng, thúc đẩy và hỗ trợ cuộc đấu tranh chính trị ngày càng mạnh, chống lại sự áp bức, bóc lột hàng ngày, làm tan rã bộ máy kìm kẹp của địch ở ấp, xã, quận, năm, năm làm cho phong trào chính trị và ưu thế chính trị của quần chúng ngày càng củng cố và phát triển không ngừng. 2. Tiêu diệt sinh lực địch kết hợp với đấu tranh chính trị của quần chúng và công tác binh vận, làm tan rã từng phần quân đội và chính quyền ngụy, phá hoại âm mưu bắt lính, dồn dân, cướp của và mọi âm mưu khác của địch. 3. Tích cực xây dựng, phát triển và tích lũy lực lượng vũ trang của ta cả về số lượng và chất lượng, làm cho lực lượng đó không những theo kịp sự phát triển của phong trào chính trị, bảo vệ được những thành quả của đấu tranh chính trị mà còn đủ khả năng tiêu diệt sinh lực địch ngày càng nhiều làm cho công cụ chủ yếu của địch là quân đội của chúng ngày càng yếu, thay đổi tình hình so sánh lực lượng giữa ta và địch có lợi cho cách mạng và ta có đủ lực lượng vũ trang bảo đảm cho thắng lợi cuối cùng của cuộc khởi nghĩa. 4. Xây dựng, củng cố và mở rộng căn cứ địa ở rừng núi và những vùng ở nông thôn có điều kiện, kết hợp với phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, làm suy yếu và tan rã chính quyền địch ở nông thôn, củng cố và mở rộng các hình thức chính quyền cách mạng thực hiện được những nhiệm vụ nói trên sẽ làm cho địch ngày càng suy yếu ta ngày càng lớn mạnh tạo điều kiện thuận lợi để tiến lên tổng công kích tổng khởi nghĩa ở những vùng rừng núi và một số vùng nông thôn rộng lớn xa địch có điều kiện chính trị và địa hình thuận lợi thì dùng mọi hình thức đấu tranh vũ trang để tiêu diệt sinh lực địch mở rộng và giữ vững căn cứ địa ở các vùng đồng bằng nói chung đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang cần song song phát triển đấu tranh vũ trang có tác dụng thúc đẩy cho phong trào đấu tranh chính trị, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị của quần chúng để tiêu hào, tiêu diệt sinh lực địch, làm suy yếu bộ máy kìm kẹp của địch, củng cố và mở rộng thắng lợi của quần chúng. Ở đô thị, vùng phụ cận đô thị và căn cứ chiến lược quan trọng của địch, thì đấu tranh chính trị là chủ yếu. Ở những vùng này, tùy tình hình và yêu cầu cụ thể của phong trào chính trị, có thể dùng lực lượng vũ trang để trừ gian, phát động quần chúng, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của quân sự là chuẩn bị chiến trường và tổ chức lực lượng vũ trang bí mật lực lượng ngầm về tác chiến trung ương cục chủ trương vừa chú trọng đánh địch ở rừng núi ở vùng giáp danh căn cứ đồng thời phải hết sức chú trọng và khôn khéo đưa lực lượng vũ trang vào sâu trong vùng địch sơ hở ở đồng bằng để tiêu hao tiêu diệt từng bộ phận địch hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng phân tán lực lượng địch trên một quy mô lớn phá thế kìm kẹp địch ngày một nhiều sau 6 năm bền bỉ đấu tranh, nhân dân ta ở miền Nam đã làm cuộc đồng khởi thắng lợi, đập tan cơ sở hạ tầng của chế độ thực dân kiểu mới ở nhiều vùng nông thôn, đẩy Mỹ, ngụy vào thế bị động chiến lược, để cứu nguy cho chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam. Mỹ núp dưới chiêu bài thực hiện những cam kết giữa chính phủ Hoa Kỳ với tập đoàn Tay Sai Diệp, nhu để phát động cuộc chiến tranh đặc biệt chống lại nhân dân ta. Mỹ cử nhiều phái đoàn cao cấp sang miền Nam nghiên cứu, vạch kế hoạch dùng quân nguyện do Mỹ huấn luyện, trang bị chỉ huy mở những cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang cách mạng và dồn dân vào ấp chiến lược đồng thời với việc đẩy mạnh càn quét ném bom bắn phá mỹ thúc ép diệm mở rộng dân chủ để họ có điều kiện nắm chắc nội bộ bọn tay sai và dễ dàng điều khiển chúng theo ý muốn mỹ còn gợi ý diệm là thỏa thuận để mỹ đưa quân vào tham chiến ngô đình diệm muốn nhận viện trợ của mỹ nhưng chưa chấp nhận sự có mặt của quân mỹ ở miền nam diệm cho rằng tình hình chưa đến mức nguy ngập cần sự có mặt của quân đội mỹ thực chất là diệm sợ sự dính líu của quân mỹ ở miền nam hắn sẽ mất quyền kiểm soát và vị trí của hắn sẽ lung lay mặt khác ngô đình diệm còn tính toán nếu quân mỹ đưa quân vào miền nam thì có thể quân trung quốc cũng vào miền bắc việt nam giúp hà nội mặc dù vậy washington vẫn tin ngô đình diệm là con người theo mỹ đến cùng xét trên các mặt mỹ chưa tìm được tên tay sai nào tin cậy hơn diệm nên vẫn ủng hộ diệm có chăng lại yêu cầu loại bỏ vợ chồng Ngô Đình Nhu để xoa dịu dư luận lên án chế độ gia đình chị họ Ngô. Mỹ vừa ủng hộ Diệm, vừa tìm chọn tay sai mới, vừa dùng các mánh khóe xảo quyệt đưa dần quân Mỹ vào dưới dạng những đơn vị binh chủng kỹ thuật không quân, hải quân, thông tin hoàn chỉnh cấp đại đội, tiểu đoàn, đứng chân ở các vị trí chiến lược. Mặt khác, chúng đưa nhân viên chuyên môn, kỹ thuật, vật tư vào với danh nghĩa giúp chính quyền Diệm xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bay, bến cảng, đường giao thông, thông tin liên lạc, nhưng thực chất là chuẩn bị cho quân Mỹ vào sau này. Trước tình thế Mỹ gây ra cuộc chiến tranh dùng người Việt đánh người Việt, đảng ta chủ trương và hạ quyết tâm tiếp tục cuộc kháng chiến chống xâm lược. Phong trào cách mạng miền Nam tuy phải trải qua những bước tuần tự từ khởi nghĩa từng phần phát triển thành chiến tranh cách mạng, tiến đến tổng công kích, tổng khởi nghĩa, nhưng đảng ta, nhân dân ta sẵn sàng chuẩn bị cho những bước nhảy vọt đột biến. Do đó, ta phấn đấu tích lũy lực lượng làm chuyển biến từng bước các mặt đấu tranh quân sự chính trị ngoại giao binh vận làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch giành thắng lợi từng bước trong bước chuyển giai đoạn từ đồng khởi phát triển thành chiến tranh cách mạng nhân dân lực lượng vũ trang ta ở miền nam sẽ vượt qua mọi khó khăn để biến những chủ trương và đường lối kháng chiến của đảng thành hiện thực linh động trên chiến trường đẩy mạnh đấu tranh quân sự lên song song đấu tranh chính trị đánh địch trên cả ba vùng chiến lược làm thất bại từng bước dẫn đến thất bại hoàn toàn âm mưu và hành động chiến tranh của Mỹ. Hết phần 21. Xin chào và hẹn gặp lại.